Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Quách Ngọc Ngoan chia sẻ kỷ niệm 7 năm quen Phượng Chanel. Sau chia tay, nam tài tử 8X liên tục có những động thái vương vấn tình cũ. Nhiều người còn khuyên anh và Phượng Chanel nói lại tình xưa. Vượt qua mọi sóng gió, chuyện tình của Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel dần dần nhận được sự ủng hộ của khán giả. Tuy nhiên cuối cùng họ chọn cách đường ai nấy đi. Hậu chia tay, cặp đôi này khiến khán giả bất ngờ khi vẫn luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Trên trang cá nhân vào tối ngày 11 tháng 8, Quách Ngọc Ngoan đã chia sẻ lại một bức ảnh tình tứ của anh và Phượng Chanel. Đây là khoảnh khắc được ghi lại vào năm 2019. Nam diễn viên từng đăng tải trên trang cá nhân để kỷ niệm tròn 5 năm ngày gặp nhau. Tính đến hiện tại đã được 7 năm kể từ thời điểm đó, nhưng tiếc thay giờ họ đã mỗi người một nơi. Thế nhưng dù đã chia tay nhau như thế, Quách Ngọc Ngoan không hề ngại chia sẻ lại khoảnh khắc hạnh phúc một thời với nữ doanh nhân 7X. Rất nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ cho sự văn minh của cặp đôi. Hơn nữa còn có không ít người khuyên nam diễn viên và bạn gái cũ nói lại tình xưa. Số khác lại cho rằng cặp đôi đã gương vỡ lại lành, vậy nên mới thoải mái chia sẻ kỷ niệm về nhau như vậy. Hành động này khiến dân tình nghĩ rằng Quách Ngọc Ngoan vương vấn tình cũ, hoặc rất có thể cả hai đã gương vỡ lại lành. Một số bình luận của cư dân mạng: chúc anh chị thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc, anh chị mình mãi đẹp đôi, thôi thì về bên nhau đi ạ. 7 năm rồi mãi mãi như ngày đầu nha anh chị. Thực tế đây cũng không phải là lần đầu tiên Quách Ngọc Ngoan có động thái ôm lại kỷ niệm xưa với tình cũ. Trước đó dù không còn nhắc về bạn gái cũ, nhưng sau phim Người Bất Tử vẫn chia sẻ lại những khoảnh khắc hạnh phúc một thời của anh và Phượng Chanel. Dưới phần bình luận, một người bạn nhắn nhủ nam diễn viên và Phượng Chanel: chúc hai người bạn yêu quý của mình nhiều sức khỏe và luôn hạnh phúc nhé. Nam diễn viên rất vui vẻ đón nhận, thậm chí thả tim nhiệt liệt với bình luận này. Đây được cho là tín hiệu tái hợp của cặp đôi. Có khởi đầu không mấy hoàn hảo khi đến với nhau trong hoàn cảnh hai người đều từng đổ vỡ hôn nhân và có con riêng. Phượng Chanel còn hơn bạn trai đến 7 tuổi nên không tránh khỏi cảnh bị gièm pha. Dẫu vậy họ vẫn gắn bó với nhau suốt nhiều năm liền. Nam diễn viên sinh năm 1986 thường xuyên thể hiện tình cảm với đối phương trên mạng xã hội bằng những lời nói ngọt ngào. Nhìn lại những khoảnh khắc hạnh phúc một thời của Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel, không ít khán giả đã bày tỏ sự tiếc nuối cho cặp đôi này. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.